Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại Minh Lương nha các bạn. Cái đường này gọi là đường Cao Lãnh, nó gần chỗ cầu Xà Sim của thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay anh em mình lại có dịp cùng với dịch vụ mai táng của cha hòm Quốc Dũng vào đây để phục vụ cho bà con mình nha. Sáng nay đúng 9 giờ rưỡi thì đưa ông về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Này là không khí bên ngoài nhà đám nha. Của ông ra đi tuổi đời 94 tuổi nha các bạn. Thì cách đây mấy bữa thì dịch vụ mai táng của cha hòm Quốc Dũng cũng có an táng cho Xui Gia, là bà Xui mới vừa hạ nguyệt. Thì ở bên đây hay tin là của ông 94 này đã tắt thở và chạy sang qua đây để liệm. Và hôm nay đúng 9:30 là cái giờ động quan di quan ông ra nơi phần mộ mà con cháu đã chuẩn bị trước cho ông nha các bạn. Bên trong thì đang làm lễ cáo đầu lộ đường sáng. Xe đi bộ, xe đi
Rồi.